Các bạn nha, bữa nay phóng lúa theo hai anh mình đi bắt chuột nè các bạn. Máy đang cắt trước nè, còn đám bên đây nãy giờ đào mấy hang nè, giờ mấy anh đang đào tiếp nữa nè. Mình qua đây coi. Có hang chưa sư phụ? Mới ra nè. Mới ra hả? Bao nhiêu đó mà. Bây giờ đào tới đó đó. Đi tới đó, đi tới á, lần trước đi. Nhưng mà ông đem đào cũng phải lắp lại chứ để nó tung ngược ra sao bắt. Không, mình tao đào đây đó không chặt thì bỡ vậy. Canh là hang nào bắt hang ấy cho nó ngon. Đó, tính nắm chặn rồi. Ủa không lẽ ra đó không. Ủa nãy vậy mình nhìn không thấy cái hang hay vậy ta, lên đó luôn rồi. Giật lấy cuốc, giật cái mít nấm chặn, nó không có nó hết đâu đó, không hết đâu. Đó, đó, hộp rồi. Thấy hang chưa đó, nhét bớt lại. Con đào vậy nó tung ngược cái làm sao. Hang tầm xuống vậy là anh đi xuống á, lấy cục đất dặm lại không có gì quá. Tung lên rồi nó làm sao. Mắt đó rồi nhét hờ lên vậy. Bây giờ đặt cái trấm xuống các bạn ơi, đào cho anh tung vô cái tấm này coi. Đó nghe bọng. Nghe khỏi cái bùm xuống nghe hình như muốn bọng vô đó á. Đó thấy không. Ừ, bỏ hang nghe muốn bọng ở chỗ đó đó. Rõ nghe tung tung. Không ra, nhưng mà ý là nó còn dài mà. Mới nghe giật xuống nghe nó bọng bọng cái bờ biết liền. Đi đầu chuột mà nó không phải hang chuột, hang chuột chứ hang gì. Lấy hàng rắn, rắn thì sao ngồi hang được, hang cua hả? Nhìn dưới lắm. Nhét đất chơi chưa ở, nhét là vậy. Nhét lại, nhét lại. Ông đừng có đáy động quá, nó tung lại á. Tôi thấy hang này là chắc cú sợ nó tung lại quá. Lấy cục, lấy cục đất nhé. Hang này không phải hang chủ. Hang này gắn. Đó không, gắn nó lết đó. Có gắn còn tốt nữa. Hiếm gắm quá. Hiếm lắm mới có gắn á. Lên cột, lên bờ nằm hả? Không đúng, hang này mòn thiệt. Dấu như gắn lớn gà vô ha. Nhét đi, lấy cái nhét lại. Khử khử nhét lại. Trời. Giật cái lớp cỏ đó gai. Giờ ông giật mỏng mỏng cái đầu chút dễ đào. Đựng đầu bước xuống luôn. Ông khoái, ông khoái. Giật, ông giật cái lớp trên ra đi. Cua chỉ có rắn ở. Rắn cũng không ở nữa, cua. Ý, chuột, 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 có chuột, có hả? Đậy kỹ lại, đậy kỹ lại. Vô chưa? Vô. Đó, đậy 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 lại. Còn mấy vậy lấy lấy cục đất ém lại, giờ cái giờ cái vợt bắt. Hồi nãy cái hang ngoài kia bắt toàn là lứa vậy không á. Ông nhét lại đi, bít cái đầu nó lại ông vợt tiếp ra.
nào? Chuột đâu? Chuột ló cái đuôi hơn gì kìa, phải không? Ủa, hay vậy? Học luôn rất là thử mà. Hay là anh vô cái ống rồi nằm tao á. Đắp vô ống rồi. Rồi có con cua nữa kìa, cua kheo vô nữa kìa. Vô ống rồi, vô ống. Vô ống á. Cái chuột cua. Đủ con cua mới kheo luôn á. Chuột vô chuột luôn rồi nè, đó, gục gịch rồi nè. Chuột vô ống. Ấy kìa, túm ra sổ vô luôn. Rồi, được một con bắt sống luôn. Có cua nữa nè. Cua mà cũng vô hang nữa. Đó, vô rồi kìa. Sổ con cua ra luôn ấy. Cua nằm tao con hầu nữa, có chuột khác cũng thấy sợ không dám vô. Ừ, đã cơ bết nấm gì chứ. Nấm. Có con cua vô luôn rồi kìa. Rồi đúng rồi, tháo hết ba cái vô. Hàng mới nữa kìa. Nè, hàng này nãy nè. Đào rồi nè. Làm đâu chắc cũng cả chục con chuột lứa với một con chuột mẹ, lứa bự bự à. Mới có một con ha. Mới ra đào có một con ăn được một con chuột lứa. Thì bự bự nè, hồi nãy tớp đầu đào hơn bao rồi, cũng 4-5 kg. Ừ, bó gì. Hang này được nè, hang này có đống đất ngon nè. Bít nấm, bít nấm. Dứt luôn. Bít nấm nào mà qua. Đó vậy. Coi coi cái nấm nè. Dạch kiếm coi. Đầy lắm. Giờ mình lấy cuốc ông vợt thử coi, chứ nó có hàng xốp khó kiếm lắm. Vợt vợt sơ sơ cái lần có lòi kìa. Nó chứ vậy đâu có gặp được đó. Giờ kiếm hàng xốp. Máy chạy bên đây các bạn ơi. Rồi đào. Đào đi đây, nó tung ra ngoài đây bắt cũng được mà, trống mà lo cái gì. Chạy luôn. Dứt. Nè, không bỏ lên xuống đi. Đây một em chuột lứa mới bắt được. Không hốt miếng gom ra ông dục với mừng. Nó có tùng ra cái vô đóng gom bắt dễ lắm. Khỏi mất công chạy một vòng dục đại xuống đó xốp xốp lên. Đó rồi vậy. Nó tung vô đó là ông bắt là gọn hơn rồi. Ờ thế mà chứ để mất công chạy không chứ chứ kìa. Hàng trên nữa kìa anh. Đợi xả luôn cho ra đi. Không lại hốt miếng nữa, ông bỏ bên đây luôn, tung qua bên đây có vô này, có mấy tung qua kia, bên kia đó, hốt ẩu rồi nè. Vậy là có mẹ bự rồi. Có rồi, chắc cứu mà, hốt ẩu luôn rồi nè. Đây đi. Ẩu được con rồi các bạn ơi. Đây, cho vô bọc luôn. Chắc cứu có chuột mẹ rồi đó. Nhưng mà mình bắt không biết có được không đây. Giờ chưa chắc. Đây. Không, nó hai hang qua đây nữa làm chi không? Bây giờ nó kheo một con đấy, mình đào trước đó đi đó. Ông bỏ. Ông bỏ cái đống lúa bên kia cái nữa đi. Đó, đi tới nữa rồi, ngon quá. Ừ đó đúng rồi. Hết hả? Ngộ hả? Vậy là nó quay lại hang này. Rồi, giờ nó quay ngược lại rồi đó. Đâu chuột con nữa hả? Hốt luôn. Ở viên ổ nữa. Đâu được rồi. Hai ba bầy trong đây hàng sao dữ vậy? Bỏ luôn cái ấy luôn. Bỏ luôn hết. Rồi bỏ luôn. Cho nó có cái này nó.
cho nó im. Chắc cú có rồi, hai bầy là phải có chục mẹ. Với anh còn cái bỏ đâu đó, ông cứ đào tới nhét đi vậy cái ông giật. Không biết con anh nó là tính lấy gì tặng gì nữa. Ném lại để tung ra. Ui. À con chó heo ra đây rồi. Ra đây được á. Bắt chuột được mà phải không? Có chừng nhăm mấy con chuột á. Nó nhăm mấy con trong đó. Bể đầu hết á. Hang này còn dài. Ừ, nó còn đó. Sao nó quay ngược lại nữa? Hang tầm xuống hả? Ê, một con chuột con nữa kìa, lụm. Nhỏ quá. Quất cây. Rồi chỗ nào mà em nhét, không lẽ chuột mẹ đâu. Hai bầy chuột con mà. Giật thử cái khúc đó nữa coi nó có quẹo lại không. Ê, bởi cái áo. Rồi. Ngó hả? Không giật lại, giật mấy giật để coi coi rồi cái đào qua bên đây chứ nghĩ sao hai. Ừ, bít nấm mà. Nó cạo thử vậy cái con. Rồi, hay vậy. Rồi kiểu này lên chuột mẹ nó xảy ra rồi. Nên đánh hơi thử coi, đánh hơi coi còn hang nào nó không đầu tiếp đó. Bắt hai bầy chuột con mà không thấy chuột mẹ nữa. Rồi chắc không đem mày bỏ đâu mày. Nghe cậu đó. Giúp cho không được. Chìm thôi. Hang này đào không có các bạn ơi, bắt được có hai bầy chuột con. Canh bậy nó coi có. Hiện giờ qua canh máy cắt chụp. Vòng qua máy cắt sắp xong rồi nè, hai vòng nữa là dí bắt được rồi đó. Tung vô đây rồi hả? Dập lên nó dập cho nó bảo bắt. Ừ. Gom gọn lại để nó gom gọn lại. Rồi rồi, chụp. Được không? Hay vậy? Gì mà hay vậy? Cây lứa, ở giờ dập luôn hết rồi. Nó còn tán ở đây nữa không? Đi chụp lứa mấy đây mà. Lấy cuốc giật, không lấy cuốc giật cũng chừng lẹ hơn. Nó có cái hang á. Thôi, thời đủ mà, ngoài không chụp cả con đó. Có hang á. Đây. Đây, cầm cái ống đây. Rồi vô hang cua sâu xuống khó đào à. Không bít lại đó lại canh bắt canh đào đi trước chút lại đào sao. Lại canh cái máy nè, canh cái máy trước đi. Không lấy cục sình không nhét lại đó đi. Quay qua máy cắt canh bắt chuột các bạn ơi. Chuột tính chạy vô theo nó luồn vô á, máy cắt túng nó ẩm nó ẩm nó để nó luồn vô túng cái máy cái chết á.
đi. Nó tung vô lại rồi phải không? Có con chuột bự lắm đây nè. Đó đó, canh canh chụp. Đầu máy lại chuột gom lại đây cái canh chụp, anh em mình chụp cái coi. Đó đó, kia chụp rồi kìa. Đó đó đó, chiếc chân. Từ 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 quá chừng rồi, từ từ đi, chứ đơm nó nhiều lắm chứ đó. Rồi rồi, ghe lại đi, ghe lại đi, ghe lại trong cái đống này này nhiều lắm nè, dưới đây nè. Đó, chụp chụp đi, đè xuống đi, đừng có giảm nè, dưới ngay chân, dưới ngay chân cứ dở lên đi. Nãy hai ba con này nè chạy tuốt nó mà. Đó, dưới chân. Rồi, vô vô đống đơm này, đống đơm này đè xuống hết. Ừ, rồi cuốn lên, cuốn từ từ kìa, đè đó, đừng đừng có dở lên, đè xuống đó rồi dính rồi phải không? Đó, thì chuột nó lướt còn không có dở lên nữa đi, cứ cứ dở lên nữa còn còn bự chưa đó. Đó đó đó, chụp dính chưa, dính chưa, dính chưa, dính chưa, cái gì mới thấy đây mà. Lăn lên, lăn lên lại. Bỏ túi con đó luôn đi, bỏ túi đi, đừng tung nữa. Trời, chuột bự vậy. Chưa. Chưa chưa. Lại mấy đẳng, lại mấy đẳng. Gom vô, gom vô. Đó, chụp chụp sau lưng, ngay bao lúa, ngay bao lúa. Rồi tới nữa rồi. Đông về là phải chụp cho dính nha. Sảy thiệt rồi. Rồi đùa từ từ tới trước chụp rồi. Từ từ rồi đó, từ từ đi. Rồi dính. Rồi giơ lên coi, chuột bự quá, nắm gọn ở đây. Quá đã. Bự đàng hoàng nha, đó. Dính rồi. Lại lục con khác nữa coi. Nó đang ở khu vực đó. Đánh hơi có chưa, đó ngay chỗ đó, đó đó, chụp chụp coi, dừng ngay tay rồi dính, dính tiếp con nữa nè, cầm cầm lên cái rồi giặt luôn, từ cầm lại bỏ sống vô cho nó ngon. Ý đang con nữa nè, đang con nữa trong cái đống gom này, đúng rồi còn con nữa. À, lăn lên, lăn lên, lăn lên đó. Ừ, vậy chạy nó đó, chụp rồi qua bển luôn rồi. Rồi đang chụp con bự nữa nè. Ủa giật trong tay kìa. Trời ơi, chuột lung tung hết, khó bắt quá. Chạy lung tung beng hết. Gom luôn, gom xe tèo hoàn toàn lại. Rồi nó qua, nó qua đây rồi nè, vô đây rồi nè. Ông dập nhẹ nhẹ coi bắt nó. Đó ừ, nó vậy trong đó đó. Trong đây nè, chắc cú. Thấy rõ chỗ đó chưa? Không có thì cứ dở đó đi, ai nói. Tôi có dính trong đó, dính vào này chuột bự nè hết chưa? Thì từ từ đi, cầm lên cái. Đó, ngon quá. Con quanh đây nè. Không, dở lên, dở lên. Trời hồi nãy trong cái dạng cắt đó, nó dậu xuống bánh xe á. Con con hả? Con con. Quá chừng mà giờ còn trong gom nè, cứ lục ra đi. Cái lô cuối á, hai ba lô cuối nè. Lục ra là mấy con bự bự ở dưới chụp. À, anh này săn hay chứ, anh này săn được nè. Vô để tôi lên cho nó luồn cái coi. Đó 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 đó, anh luồn rồi đó. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, bút kỳ, qua đây. Đây chú chó này săn chuột rất hay các bạn ơi, đánh hơi đó, theo chân nó đánh hơi kìa.
À, anh em mình đang còn canh bao bắt khu vực này nữa các bạn ơi. Mình lại mình coi cái nãy giờ bắt được nhiều chưa. Đâu rồi, nãy giờ anh đây ông ngồi đây gom được nhiều chưa? Coi coi. Thì lại coi coi nhiều chưa? À, nãy giờ được. Ở đây có mồi rồi nè, đó. Hai con chuột bự ngon quá, với bốn con chuột tơ. Có mồi rồi. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn coi vui vẻ, thành công trong công việc. Đó, giờ đang dí đăng nữa kìa.